Hello mọi người, nhất là các bạn nữ sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi. Đây là video clip mà có thể nói là mình được yêu cầu gần như là nhiều nhất để làm trong những cái tuổi tử vi cho những cái tuổi năm 2018. Không bởi là các bạn vừa trải qua một năm khó khăn đâu. Thật sự mà nói Kỷ Mùi là năm Đinh Dậu đâu có quá khó, nhưng mà chỉ qua là trục trặc về tình cảm và gia đạo thôi. Và khó thì nó đã khó gần cả 5-7 năm nay rồi. Tại vì đó là những cái vào cái vận đại hạn của mình, 10 năm của mình, cho nên là nó sẽ xảy ra nhiều cái việc mà khó khăn. Để mà phải nói rằng là năm nay năm Đinh Dậu thì có nhiều cái trắc trở. Nhưng mà thật sự ra nói là năm Mậu Tuất 2018 đối với những người nữ Kỷ Mùi thì thật sự là một năm rất rất là tốt, có nhiều điều thuận lợi. Và thật sự mà nói thì hy vọng nó là tử vi nó ứng hoàn toàn với tất cả các bạn nữ tuổi Kỷ Mùi. Tại vì nếu mà như vậy thì các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn gọi là đại vận 10 năm, kết thúc cái đại hạn 10 năm này mà bước vào cái đại vận 10 năm một cách rất là ok, và sẽ là đạt đến cái yêu cầu, cái mong muốn của mình trong cuộc sống hôn nhân và cũng như là công việc làm ăn. Thì đầu tiên hết đó, đối với tử vi của một cái năm đó, thì chúng ta phải xét coi là mạng vận hạn như thế nào. Thì như nói đó thì các bạn nữ tuổi Kỷ Mùi đó là mệnh là thiên thường hỏa, năm tới là năm bình địa mộc. Thì như vậy đó là mộc sinh hỏa, là được mệnh được tương sinh tốt. Sao thì có rất may là sao Thái Âm, một cái sao may mắn và danh lộc rất là tốt. Hạn thì tam kheo, phòng xây sát tay chân rất là nhẹ nhàng. Vận niên lại long ngộ vân, rồng gặp may. Ôi giời, một cái vận niên thật sự là tốt nhất trong các cái vận niên ha. Thiên can kỷ gặp mậu, cái chữ kỷ gặp mậu thì cùng hàng thuận lợi. Mùi gặp tuất thì cùng hàng thổ, cùng hành thổ. Nhưng thìn tuất sửu mùi, tức là năm cũng là năm xung, nhưng mà nó chỉ là tự hình thôi chứ không phải là lục xung, cho nên là cũng đỡ đơn đi cho các bạn nữ nhiều. Như vậy thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái để xét, thì có một cái địa chi là có vấn đề thôi. Địa chi là vấn đề về tình cảm gia đạo ha. Thì để xét một cái tử vi thì chúng ta thường hay là lôi lại cái thiên tính của mọi người để mà ứng vào cái tử vi, ứng vào cái giai đoạn của cuộc sống. Thì thiên tính của Kỷ Mùi thì như đã nói ở trong cái tử vi, cái video clip tử vi trọn đời rồi, thì các bạn tuổi Mùi này á là người có đời sống nội tâm rất là phong phú, phức tạp lắm ha, biết thương người và dễ hòa đồng, dễ mũi lòng lắm. Đặc biệt là những người tuổi Kỷ Mùi đa phần là rất hiếu thuận với cha mẹ. Các chị là mẫu người rất cố gắng trong việc xây dựng, các chị ha, các bạn nữ này là cố gắng việc xây dựng gia đình nè, cũng như sự nghiệp. Thường là người có tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng chu toàn mọi bổn phận của mình cả ngoài xã hội cũng như lẫn trong gia đình. Tuy vậy với tâm tính thì quá hiền, lại tiến thân cái chậm rãi. Các chị thiếu cái sự ứng xử nhanh nhẹn, thích hợp nên cho nên là dễ gặp bất lợi trong công việc. Thường không phải là mẫu người mà thích cái phu lưu, hoặc là làm ăn thì phải thực sự một cái sự mạo hiểm thì nó mới có lợi nhuận nhiều. Thì các chị là không thích sự phu lưu mạo hiểm trên con đường công danh sự nghiệp, cho nên không dám mưu sự việc lớn, nên sự nghiệp chỉ ở mức trung bình. Trong môi trường mà nếu như mà các chị á, tốt nhất các chị phát triển ở trong môi trường mà ít xáo trộn, cần sự kiên nhẫn, các chị sẽ dễ thành công. Như đại loại như là các ngành như ngành y, ngành giáo dục đó, hoặc là cái ngành ngân hàng, cứ ngồi ghi chép con số đó ha, hỏi người này tốt lắm. Là người dễ lấy tình cảm của người khác nên hay nhận được sự giúp đỡ trong cuộc sống. Các chị là người vậy ha, hiền mà, hiền dễ lắm. Các chị là người có nhiều đức tính tốt, của người vợ hiền, người mẹ tốt, thích cái sự chung thủy ha, yêu người nào thì yêu hết mình lắm, chung thủy cuộc sống gia đạo lắm, không đua đòi xa hoa phù phiếm, nên dù cố gắng
Dù có trắc trở hay là bước đầu đi nữa, về sau thì cũng tạo lập được một cái gia đình đầm ấm. Các chị có gãy rồi thì cha yên tâm là cái tuổi này sẽ có một cái gia đình đầm ấm. Vì sao? Tại vì con người của các chị là sống về gia đạo, sống về mọi thứ, cho nên là các chị rất là tốt ha. Hơn nữa, với bản chất là hiền lương nhân ái, đa phần những người của tuổi Kỷ Mùi là những người biết kính tin bề trên, tin tưởng nhân quả tuần hoàn, nên cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp sẽ dễ thành từ sau cái đại hạn, tức là sau năm 42 tuổi trở đi là rất là ngon lành ha. Như vậy là đó là thiên tính của các chị. Thì nếu như với vậy thì so cho các chị có công danh sự nghiệp của các chị trong cái năm Mậu Tuất nó sẽ ra sao? Đối với các chị mà về sự nghiệp á, thì là Mậu Tuất 2018 các chị là được Nguyệt Cung Hoàng Hậu, gọi là thái cái ngôi cái thái âm á, chiếu mạng. Đây là một quý tinh đem lại nhiều may mắn trong công việc làm ăn, gia tăng tài lộc, nhưng cũng dễ sinh bệnh nạn. Có thể là sẽ bị mình lo mình kiếm tiền nhiều quá mà đếm tiền nó cũng mệt đúng không? Mang tai tiếng nè. Sao thái âm á, là thuộc hành thủy nè. Tại sao là như vậy? Là sao? Do là sao thái âm nó thuộc hành thủy, còn các chị là thuộc mệnh hỏa, mà thủy thì nó sẽ khắc hỏa, cho nên là không được lợi lạc nhiều như mong muốn. Tuy là năm Mộc là vượng hỏa của chúng ta, nhưng mà cái sao thái âm là hành thủy, nó sẽ có cái phần trắc trở riêng của nó ha, nó không có phát huy hết cái tác dụng mong muốn của nó đối với cái người của các chị. Với hạng tam kheo á, là hạng nhẹ nhất, chỉ cần phòng xây xát tay chân khi dùng dao kéo vật nhọn, thí dụ mà có va quẹt xe thì cũng chỉ là trầy tay trầy chân thôi, gọi là xước miếng si thôi chứ còn không có đến nỗi nào ha, trầy trầy chút xíu không sao đâu. Đặc biệt là với cái vận niên mà Long Ngộ Vân á, là rất tốt. Đây là một năm có thể nói là các chị gặp được nhiều cái cơ may thuận lợi để thi thố cái tài năng, cái sở trường của mình ha. Môi trường làm việc sẽ có được cái sự như ý. Đây là một điều rất là tốt ha. Về tứ trụ á, thì năm Mậu Tuất 2018 á, là năm có thiên sinh địa hòa. Như vậy là rất tốt, công danh tài lộc tăng trưởng, mưu sự thì dễ thành, gia đình tình cảm và bản thân cũng được bình an và thăng tiến trong quan lộc. Rất là tốt ha. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành để luận giải, thì năm nay là như đã nói ở các clip trước, Can Mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái thủy, hỏa vận sẽ bảo đảm là bị vượng nhiều. Năm nay là năm hỏa vượng. Đối với các chị mạng hỏa gặp lúc cái năm hỏa vượng là rất có lợi, công việc làm ăn có những cái thành tựu tốt ngoài sự mong cầu, và có sức khỏe cũng vững vàng. Nếu có ốm đau hay là cái gì đó trục trặc thì chỉ là nhẹ nhàng thôi, không có chuyện gì hết. Sao hạn thì thuộc lạn rất tốt, nhưng mà đừng có vì quá tốt mà tham lam, phải luôn cái giữ cái tâm thiện của mình ha, vốn dĩ là của các chị rồi, thì mới ngăn ngừa được, hóa giải được cái bất trắc có thể xảy ra. Dù là năm tốt nhưng mà nó cũng có những cái bất trắc, cho nên là mình muốn vượt qua thì mình cũng phải có cái sự kính tinh, và đặc biệt là làm việc thiện ha. Rồi là về mà tứ trụ, công việc làm ăn đang được thuận thời, gia đình tình cảm thì đã bắt đầu đi vào ổn định. Đặc biệt vận niên năm nay rất phù hợp với những cái tuổi của các chị ha. Các chị có cơ hội để bay nhảy ha, tung cái sở trường của mình ra theo ý thích và phù hợp với khả năng. Có thể nói đây là năm rất tốt đối với các chị về mặt ngũ hành. Về mặt ngũ hành là quá ngon lành luôn ha. Còn xét về mặt tử vi, năm Mậu Tuất 2018 tiểu vận đi vào vượng địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây nên. Đây là giai đoạn cuối của đại hạn 10 năm, tức là từ 32 tuổi đến 41 tuổi. Giai đoạn này thì nó cũng có cái xấu và có cái tốt. Các chị đã trải qua một cái giai đoạn mà khó khăn, nhiều biến động nhất của cuộc đời, và từ năm nay là thời kỳ vàng son trong việc xây dựng sự nghiệp và gia đình. Vì vậy tiểu hạn năm nay sẽ ảnh hưởng tốt
cho những cái năm cuối đại hạn sẽ càng thuận lợi hơn, giúp cho công việc mọi thứ nó càng thuận lợi hơn, một điều rất là tốt ha. Cung tiểu vận thì có lộc phượng giải, à có ba cái ông tinh quân này là công danh tài lộc tăng trưởng nhanh ha, vừa có danh và vừa có lộc, à làm việc thì luôn luôn có người trợ giúp để mà phát huy. À, đồng cung thì cũng có trực phù là thiên khôi, lực sĩ, đà la, quả tú, à cũng có vài cái tinh quân xấu, à cho nên là các chị có một năm sẽ là tất bật, phải xông pha vất vả để bên cạnh những cái việc mình thuận lợi tìm kiếm tiền bạc thì mình cũng phải bơm ba dữ lắm, chứ không phải ngồi một chỗ hưởng hưởng không được đâu ha. Tuy nhiên là đồng cung thì có ông Tuần, cho nên là ông Tuần thì như đã nói ở các video trước thì ông Tuần ông có cái nhiệm vụ rất là hay, ông vô cứ ông nào ông cũng chế hóa hết, cứ 50% ông chế hóa hết. À, nhưng mà ông Tuần này á, thì ông nghiêng hơn về một đó là cái những cái ngôi sao cái tinh quân xấu ông sẽ triệt, ông sẽ tuần hóa nó. Còn ông Triệt thì ông lại nghiêng về những cái tinh quân tốt hơn, cho nên là có ông Tuần này, không có ông Triệt cái thiện cũng đỡ. À, cho nên đó là ông cũng chế hóa được mấy cái ông như ông Đà La rồi này ha, cái Đà La hay Quả Tú này. Quả Tú là sẽ có chia ly, sẽ có quả tú là cái sao mà gọi là sao cô đơn của cái người nữ, còn cô thần là dành cho nam, cho nên là có quả tú trong mệnh này á, thì cực cẩn thận ha, coi chừng là có chia ly tình cảm. Rồi với Thanh Long, Phi Liêm, Nguyệt Đức, Long Trì, Hội Chiếu, à cơ hội đổi thay chỗ làm hay là cái chỗ ở thì sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc và danh phận được tăng trưởng nhanh. Đồng nhập hạn thì có Phục Binh, có Thái Tế, Quan Phủ, à có Thái Tế thì rất là khó tránh cái việc mà tranh chấp thị phi, cần phòng ngừa trong nội bộ có người phản phúc, à nếu không cẩn thận về mặt hồ sơ giấy tờ thì có thể là sẽ là bị phản phúc ha, cho nên là tốt nhất là đừng có để sơ hở. Nhập hạn thì có Đà Mộ Kiếp, rất kỵ những việc làm mà sổ sách mờ ám nè, tức là làm những việc mờ ám, đại kỵ nha, mình nói trước nha các bạn nữ, đại kỵ cái việc mà sổ sách mờ ám là sẽ dễ bị đòi á, dễ bị kẻ xấu soi mói gây khó khăn và tốn hao rất là nhiều tiền cho cái việc này. Rồi cung mệnh á, có một số phá bại tinh, à, hội nhập, cho nên nó thường sinh chuyện bất hòa, có thể dẫn đến oán thù, nên cẩn thận lời nói và ngay chính trong quan hệ của xã hội cũng như là gia đình. Đừng vì đang ở vào lợi thế, một năm mình kiếm tiền quá nhiều, một năm mình lợi thế mình kiếm về mặt tử vi phong thủy mình quá tốt mà quên đi cái sự đề phòng. Toan tính thì nên biết lợi mình lợi người, chứ đừng có mà thấy mình năm nay là ý mình có sao tốt rồi mệnh tốt ha, mình đè người ta quá, những ý nghĩ mà hành vi mà thiếu đạo đức á, sẽ tạo cái làn sóng phản hồi rất là lớn, cho nên nó là bản thân phải gánh chịu hung họa. Cho nên là đừng có mà nghĩ rằng năm nay tốt đè người ta là coi chừng nó phản tác dụng, coi chừng ha, đây là một cái năm khá tốt. Cung tài bạch á, thì có nhiều tài tinh nè, sẽ báo hiệu một năm tiền tài không thiếu, nhưng bên cạnh có một số phá tinh, cần cẩn thận gieo duyên tạo phước để bảo tồn cái thành quả mình làm ra. Tức là năm nay về tiền tài và tiền bạc thì các chị này thì làm khỏi có ghê rồi, tiền bạc tốt ha, về nãy giờ nói đó, về ngũ hành tốt nè, về tử vi cũng tốt, nhưng mà nên nhớ là mình cũng phải cẩn thận để giữ nó nữa ha, làm ra được mà giữ không được thì cũng như không. Nhìn chung các mặt từ sao hạn ngũ hành đến tử vi, năm nay là một cơ hội vàng, đúng không, để có thể phát huy cơ hội làm ăn vững vàng, tạo lập công danh, tiền tài tăng nhanh, thu nhập sẽ tăng đáng kể, à nhưng cũng phòng hung họa, khi thu nhập lớn tức là làm việc quá lớn thì cũng phải học phòng đề phòng, chứ không phải là cứ thấy ngon mà vuốt tới rồi cái vung tay quá chán là chết ha. Rồi đặc biệt cần quan tâm đến chồng con, vì phước bất trùng lai, lắm tiền nhiều của thì gia đình sẽ xảy ra điều không may, à nhất là việc tình cảm gia đình ha, có quả tú trong mệnh là coi chừng là mình làm nhiều tiền quá, ăn chồng nó rảnh rảnh nó đi nó xài giùm, mà nó không xài ở đâu nó cho con kia xài giùm là mệt nữa ha.
cho nên là cẩn thận. Rồi, như vậy là phần sự nghiệp với gia đạo xong, phần sự công danh sự nghiệp xong, chúng ta sẽ đến phần tình cảm và gia đạo của cái năm Mậu Tuất này. Thì năm Mậu Tuất là cuộc sống gia đình tương đối ấm êm, nhưng cũng có một vài chuyện nhỏ tranh chấp gây bất hòa trong gia đình tình cảm. Nếu đang có một cái gia đình đã có gia đình thì năm nay là các chị được chồng cưng chiều nè, nhưng không chiều chuộng đồ này, nhưng mà đừng vì đó mà có thái độ lấn át của người chồng mình ha. Với ngũ quỷ đáo nhập cung mệnh á, thì gia đình nếu như mà không khéo thì sẽ có chuyện rối ren, nên cẩn thận trong các mối quan hệ bên ngoài xã hội, đừng để xảy ra tình trạng ly kỳ lẫn nhau giữa vợ chồng. Nhớ nha, bạn ngon năm nay có tiền, cái là có tiền cái đi sửa sắc đẹp hay làm gì đó đẹp đẹp lên, cái ra đường cái thấy ông nào kia ông trẻ quá, này kia cái là về là mệt rồi ha. Nhưng mà đối với người tuổi Kỷ Mùi không có như vậy đâu, ai theo theo với chồng mình là trên hết nè, đúng không? Rồi, năm 2018 có thể là thay đổi chỗ ở nè, hoặc là chỗ làm, đi xa thì cần phòng tránh chung quanh bạn bè cùng lứa ganh tị gây chuyện bất lợi. Các chị thì dễ được người mà lớn lớn hơn mình thương mến giúp đỡ, nhưng lại bị người nhỏ lợi dụng phản bội cái lòng tốt của mình. Người này thì người tuổi Kỷ Mùi thì đa số là tốt tính lắm ha, vì chậm chậm mà ha. Rất may là năm Mậu Tuất 2018 với những cái gì mà thuận lợi về cả mặt tử vi và phong thủy thì báo hiệu là năm nay con cái sẽ có nhiều tiến bộ, có nhiều điều tốt lành đem đến làm niềm vui cho bản thân người Kỷ Mùi. Còn đối với các chị mà độc thân á, thì năm nay là hồng đào vận hành khá mạnh ở trong cái cung mệnh, quan hệ tình cảm trở nên đậm đà hơn, nhưng dễ sinh tai tiếng, đừng nên giao du nhiều, hãy tập trung vào một mối quan hệ nào sâu đậm nhất định thôi, chứ còn tập trung giao du nhiều thì người này bàn ra người kia tán vào sẽ gây ra rất là nhiều khó khăn cho mình ha. Rồi, còn nếu như mà các chị mà đã có ý chung nhân rồi thì năm Mậu Tuất 2018 thì không kiêng kỵ gì đâu, cứ thế muốn cưới thì cứ cưới thoải mái thôi, không sao đâu ha. Tiếp tục là về mặt sức khỏe thì của năm Mậu Tuất 2018 thì nó quá hoàn hảo, can chi sao hàng đều tốt, sức khỏe không có gì đáng lo. Tuy nhiên tử vi có kình lưu kình, nên cẩn thận phòng tai nạn. Đây cũng là năm mà các chị phải di chuyển nhiều, do là cái công việc làm ăn của mình nó phát triển nó ấy thì mình cũng phải đi nhiều, cho nên là đề phòng tai nạn phạm thân ha. Mình làm ăn có tiền thì nó cũng sẽ có cái đầu đi ra, cho nên là các chị phải cẩn thận nha. Rồi, đó là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các chị. Phải nói là các em các bạn ha, sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, một năm mà theo tử vi phong thủy, tử vi hoặc là nạp âm ngũ hành thì có rất là nhiều điều thuận lợi cả về mặt tình cảm, cả mặt công danh sự nghiệp và tiền tài. Hy vọng nó là một cái điềm báo tốt để các em các bạn bước vào cái giai đoạn đại vận 10 năm mà phát huy hết cái khả năng, phát huy hết những cái tốt nhất của đời người mình trong cái giai đoạn này, đó, xây dựng sự nghiệp gia đình ổn định định ha. Rồi thì mình có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm cho mọi người luôn, để mọi người có thể ứng dụng là cái tốt của mình thì nó tốt cỡ nào và tháng nào là nên bớt bớt lại. Đầu tiên hết của năm Mậu Tuất 2018 đó là tháng Giêng, tháng này là tháng Giáp Dần, một tháng Thủy. Như vậy là tháng này mệnh là bị tương khắc Thủy, nó khắc Thổ, Thủy nó khắc Hỏa. Bản mệnh bị tháng tương khắc là xấu ha, bản mệnh nếu có vấn đề về sức khỏe hoặc là tai nạn rồi này kia ha. Thiên can á, thì cái chữ giáp có lại hợp kỷ, đây là sự hợp trung chính chữ về chữ tính. Như vậy là chúng ta có được cái thiên can hợp thì sẽ rất tốt. Dần mùi á, thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc gì nhau cả, cũng không tương hợp. Rồi, như vậy là khởi đầu một cái tháng giêng thì chúng ta phải chỉ cần đề phòng với việc mặt sức khỏe của chúng ta thôi, vì chúng ta bị thủy khắc hỏa
bản thân cái hỏa của chúng ta cũng không có sở thủy này, chúng ta là thiên thượng hỏa, nhưng dù gì đi nữa thì bị tháng tương khắc nó cũng có vấn đề. Cho nên là về mặt sức khỏe, về mặt đề phòng những cái sức khỏe, tháng này thì hay nhậu nhẹt đồ này kia, mình đi xe mà ai mà nhậu chở mình thì mình thôi thôi để tôi đi xe tôi đi taxi cho chắc ăn. Tháng này cần đề phòng bản mệnh của mình là chủ yếu. Thiên can thì giáp hợp kỹ, thì đây là một cái dấu hiệu tốt, một cái khởi đầu tốt cho một cái năm may mắn. Thì sao chúng ta có thiên can thuộc ngũ hợp thì nó đem lại sự nhiều sự may mắn, rồi đem lại công danh công nghiệp rồi này kia nó tiến triển nhanh. Dù là đây là cái tháng ăn chơi nên nhớ công việc nó không có việc gì, công việc được tương trợ nữa, đó là một điều rất là tốt. Dần với mùi thì địa chi dần mùi thì tự chủ hình hòa nhau. Tuy nhiên cái thiên can, cái nạp âm ngũ hành của cái hai cái tuổi này đó là dần thì là thổ, còn mùi cũng là mộc. Cho nên đó là chúng ta sẽ khác đó. Mùi là thổ luôn, là đồng hàng. Cho nên là không có chuyện gì đâu ha. Rồi ok, tốt. Rồi tháng 2 là tháng Ất Mão. Tháng này cũng là một tháng thủy. Cũng như tháng trên, bản mệnh của chúng ta bị tháng tương khắc thủy khắc hỏa là sáu bộ mệnh. Thiên can thì Ất, cái chữ Ất của Ất Mão nó khắc kỹ, chủ sự lo lắng, âu lo công việc, ngũ hành. Rồi tuy nhiên chúng ta có được cái nhóm tam hợp ở địa chi, đó là hợi mão mùi, dấu hiệu của nhiều sự may mắn. Chúng ta có tháng trải qua cái tháng giêng có nhiều sự may mắn, có sự tốt lành trong cái công việc, thì đến tháng này chúng ta sẽ bị cái chữ Ất của tháng nó khắc kỹ, thì cái đây là công việc sẽ có những cái sự rắc rối, có cái chuyện cái sự mà khó chịu, có như là va bóp làm cho chúng ta đau đầu rồi này kia. Tuy nhiên là ngũ hành của thiên can là chữ Ất là hành mộc, kỹ là thổ, cho nên là mộc nó khắc thổ đó, cho nên là mới có cái chuyện Ất khắc kỹ. Ngũ hành nó bị tương khắc mà, cho nên là phải cẩn thận nhiều điều ha. Có bản mệnh thì bị tương khắc rồi thì là sức khỏe đồ này kia cũng như tháng giêng chúng ta cần đề phòng. Hai cái đó nó sẽ đem lại sự khó khăn cho chúng ta về mặt sức khỏe, về mặt công việc, có thể sức khỏe ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên chúng ta có được cái một chút may mắn, gọi là có thể chế hóa lại được nó, đó là chúng ta được ở trong cái tháng có tam hợp với lại tuổi, đó là hợi mão mùi, dấu hiệu của nhiều sự may mắn. Mà có tam hợp thì nó còn hóa giải được tam tai chứ nó hà gì hóa giải một cái sự tương khắc mà cái chữ Ất khắc kỹ của chúng ta ở trong cái bản mệnh. Cho nên tháng này dù có cái sự khó khăn, có cái trục trặc nhưng mà không bế tắc đâu. Chắc chắn các chị có cái sự tương hợp của hợi mão mùi sẽ đem đến may mắn và giải quyết được hết mọi việc và vượt qua nó một cách ổn thỏa. Tiếp đến là tháng 3, tháng Bính Thìn, một tháng tháng này là tháng thổ. Như vậy là mệnh hỏa sinh thổ, chúng ta bị sinh xuất bản mệnh, cẩn thận sức khỏe. Và sinh xuất thì bản mệnh nó không nguy hiểm như là bị tháng khắc hoặc khắc mình khắc tháng, nhưng mà nó cũng là sinh xuất, nó cũng là tốn hao, cho nên là mình coi chừng cái mặt sức khỏe của mình một tí xíu, có thể đỡ hơn là tháng hai cái tháng một và tháng hai. Thiên can bính kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Thìn mùi thì nằm trong thìn tuất sửu mùi, thìn tuất sửu mùi là nằm trong tứ hành xung, cho nên đó là đây cũng là một tháng xung về địa chi, nhưng mà thìn tuất sửu mùi, thìn với mùi nó quá xa nhau rồi, nó cách con tuất với con sửu rồi, cho nên là cái sự xung khắc của nó gần như là rất là thấp, cũng không đáng kể nào đó, coi như là cũng không có bình hòa nhau chứ không đến nỗi nào, nhưng mà nó cũng sẽ có sự khó khăn chứ không phải là hoàn toàn êm mã như là bình hòa nhau rồi, hoặc là như là tam hợp được ha. Như vậy đối với cái tháng 3 đó thì ngoài cái việc mệnh bị sinh xuất bổn mạng yếu ra thì cái chữ bính kỷ đồ này kia thì cũng không có chuyện gì hết. Thiên can thì công việc có thể nói là đã trở lại một cái quỹ đạo ổn định hơn.
ngũ hành của thiên can á là bính hỏa thì sẽ tương sinh cho cái chữ bính á là hành hỏa, sẽ tương sinh cho cái chữ kỷ của chúng ta thuộc hành thổ, hỏa sinh thổ mà. Cho nên là tuy là thiên can không xung không hợp gì hết, nhưng thực chất nó là thiên can tương sinh về mặt ngũ hành, cho nên là công việc sẽ bảo đảm sinh tài lộc, chứ không có phải nói là nó không hình hại gì nhau mà cảm thấy là này kia. Thìn Mùi á thì nằm trong tứ hành xung, nhưng mà nó cách xa nhau quá cho nên là cũng không đến nỗi nào là đem lại nhiều sự khó khăn cho các chị đâu, các chị yên tâm ha. Chủ yếu là bằng cái phần sinh xuất của bản mệnh có nhiều cái rắc rối một chút xíu, cho nên là vẫn cẩn thận sức khỏe. Rồi đến tháng kế tiếp đó là tháng Đinh Tỵ, tháng 4. Tháng này cũng vậy, tháng này là tháng thổ, chúng ta là hỏa, mệnh chúng ta là sinh xuất, xấu cho sức khỏe. Thiên can đinh kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi tỵ mùi là tự chủ hòa bình, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Ok, như vậy thì cũng giống như tháng Bính Thìn tháng 3, thì tháng 4 chúng ta mệnh cũng bị sinh xuất, cẩn thận về sức khỏe nhưng không quá nặng đâu ha. Chúng ta gặp năm hỏa vượng, mà năm nay hỏa rất là nhiều, có sinh thổ ở bên chút xíu này nữa thì nó cũng không sao ha. Thiên can đinh kỷ thì không xung không hợp không gì hết, thì là cũng là một cái thiên can giống như là cái tháng 3, nó bình hòa nhau. Chữ đinh của cái đinh tỵ là thuộc nạp anh ngũ hành hỏa, chữ kỷ của kỷ mùi của chúng ta thuộc hành thổ luôn, thì như vậy là chữ đinh nó tương sinh chữ kỷ của chúng ta về mặt nạp âm ngũ hành. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta có được cái sự may mắn, có sự tương sinh, cho nên là tháng 3 và tháng 4 có thể là có sinh tài đó. Tốt đẹp chứ không đến nỗi nào mà xấu gì đâu, cho nên là các chị cứ yên tâm ha, không có nặng nề gì cả. Rồi đến cái chữ mà tỵ mùi á thì tự chủ bình hòa nhau, không tương hợp nhau, nhưng mà chữ tỵ địa nạp âm ngũ hành của chữ tỵ là hỏa ha, ngũ hành của mùi là thổ luôn, chúng ta cũng vẫn được tương sinh nữa. Địa chi cũng chúng ta cũng vẫn được tương sinh theo nạp âm ngũ hành. Như vậy là một điều rất là tốt cho các mọi người ha. Như vậy là tháng này tuy là chỉ có bị sinh xuất về bản mệnh, nhưng mà chúng ta được tương sinh nhiều cả về nạp âm ngũ hành của địa chi và nạp âm ngũ hành của thiên can, sẽ tốt cho công việc hơn. Rồi tháng kế tiếp là tháng 5, tháng Mậu Ngọ, tháng hỏa. Mệnh chúng ta là mệnh hỏa luôn thì là đồng hàng, rất tốt cho sức khỏe và may mắn cho bổn mạng. Thiên can Mậu Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ngọ Mùi á thì là thuộc nhóm lục hợp, đây là chủ sự may mắn hòa hợp trong công việc cũng như gia đạo. Như vậy là một điều rất là tốt ha. Có thể nói là tháng hỏa là một tháng có thể nói là may mắn nhất trong 6 tháng đầu năm của người Kỷ Mùi. Tại vì sao? Tháng Mậu Ngọ là hỏa đồng hàng, sức khỏe của chúng ta không lo lắng gì cả cho 3 tháng, sau 4 tháng nào là bị tương khắc ha, rồi bị sinh xuất, tới tháng này là chúng ta đồng hàng, hỏa nhiều. Năm nay hỏa vượng, hỏa thật nhiều nữa là coi như mình cháy bùng bùng lên luôn. Tháng này có thể nói là cực kỳ may mắn. Thiên can Mậu Kỷ thì không sơn không hợp gì hết về mặt suy xét về mặt chung. Còn về mặt nạp âm ngũ hành thì cả hai ông này á, là Mậu Kỷ đều thuộc cùng hành thổ hết, cho nên là thiên can cũng đồng hàng, công việc thuận lợi, đã từ công việc thuận lợi từ tháng 3 tháng 4 sẽ đem đến đây thuận lợi ở đây. Ngọ Mùi thì lại là thuộc nhóm lục hợp nữa, mà ngọ nạp âm ngũ hành là hỏa, mùi là thổ luôn. Như vậy thì chúng ta được tương sinh nữa, ngoài lục hợp chúng ta còn được tương sinh. Thì như vậy đây là tháng 5 một cái tháng báo hiệu nhiều sự thành công, nhiều sự may mắn, có thể nói là sẽ đem rất là nhiều tài lộc cho các chị ha. Mình nếu là mình thì mình sẽ ứng dụng những cái tháng, cái việc mà quan trọng trong cái tháng này. Đến tháng thứ 6 là tháng Kỷ Mùi, tháng tuổi tháng sinh của chúng ta luôn. Như đã nói ở các video trước thì mình đã nói, thì nếu như mà tháng Mùi mà các chị thuộc Kỷ Mùi mà gặp vô tháng Tân Mùi thì nó sẽ có sự khó khăn, sẽ có những cái điều rắc rối nặng hơn là người Kỷ Mùi gặp tháng Kỷ Mùi. Tại vì nó đã sao, nó đồng hàng luôn, là đồng hàng kỷ nè, đồng mệnh nè, đồng luôn địa chi, thì nó sẽ giảm bớt cái sự hung hại, coi như là đưa tất cả mọi thứ về và không, ví dụ như nó không, nó đi ngang qua một cách nhẹ nhàng thôi,
chủ yếu vẫn là sự cái sức khỏe của các chị, cho nên các chị phải cẩn thận ở điều này. Như vậy là với năm hỏa vượng, chúng ta có hai cái tháng, tháng 5, tháng 6 là hỏa vượng, như vậy thì sẽ làm cho tốt hơn cho các chị. Như vậy là chúng ta đã có được cái thông tin cần thiết về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với những người tuổi Kỷ Mùi và vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất luôn. Mà chúng ta thấy rằng đó là chúng ta có rất là nhiều điều thuận lợi, nhất là về mặt công việc và gia đạo ha. Chúng ta chỉ chủ yếu và để ý phần sức khỏe cho từ cái tháng 1, tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Tháng 3, tháng 4 thì còn đỡ đi, tháng Giêng, tháng 2 thì cần phải cẩn thận về mặt sức khỏe, nếu không sẽ có vấn đề. Như vậy là đây là một năm quá may mắn của các chị, và hy vọng nó ứng hoàn toàn lên tuổi của các chị. Và mình cũng hy vọng rằng 100% những người tuổi Kỷ Mùi đều được ứng cái này, chứ không phải là chỉ 90-80% thôi. Video đến đây coi như cũng đã hoàn thành. Rất vui vì mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu như mọi người thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi phong thủy tiếp theo của mình chia sẻ với mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.